16 chữ đắt hơn vàng của Cao Tăng về 4 cái không trong cuộc đời có thể thay đổi vận mệnh của bạn. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh Sách Nói Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, muộn phiền là điều không ai có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vượt qua được điều này. Ví như câu chuyện sau, một người gặp nhiều muộn phiền trong cuộc sống, nhưng không biết làm thế nào để tháo gỡ. Ngày nọ, người này quyết định đi đến cửa chùa, dâng hương bái Phật để cầu xin bình an trong lòng, cũng như hy vọng Đức Phật Hiển Linh giúp anh ta gỡ được mọi khúc mắc trong cuộc sống. Người này đến từ rất sớm, lúc đó trong chùa chỉ có lác đác vài người du khách đi dâng hương sớm. Khi đi đến một gian thờ ở chính điện, anh ta trông thấy một vị cao tăng đang nghiêm trang tụng kinh, nên cũng kính cẩn đứng chắp tay bái lễ. Từ ngoài cửa qua, hồi lâu, tiếng tụng kinh dừng lại, vị cao tăng đi ra, trông thấy vẻ mặt người này mang đầy tâm sự. Vị cao tăng đó liền mời anh ta đi vào uống chén trà. Dù đã đến cửa chùa linh thiêng, lại ngồi trước mặt cao tăng, người này vẫn cảm thấy lòng nặng trĩu, yên lặng hồi lâu không nói gì. Vị cao tăng thấy vậy liền cười hiền tử lên tiếng, anh là đệ tử thường xuyên tới bái lễ trước mặt Phật tổ. Nếu vẫn còn tâm sự trong lòng chưa được giải tỏa, không ngại thì cứ nói ra. Người đàn ông đó trả lời, thật ra, những muộn phiền của mình cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Anh sống rất chân thành với mọi người, luôn nhiệt tình giúp đỡ tất cả, chẳng bao giờ so đo được mất, đối xử với bạn bè đều rất hết mình. Nhưng cũng chính vì tính cách đó mà thường rất dễ chịu thiệt. Anh thường vì cái tính cả nể mà không ít lần bị bạn bè lợi dụng. Hầu hết anh đều chẹp miệng cho qua vì coi họ là anh em bạn bè. Xong, cứ thế nhiều lần lại khiến anh khó mà không suy nghĩ. Trong lòng, anh cảm thấy vô cùng do dự, không biết có nên thay đổi thái độ hay từ chối lời đề nghị giúp đỡ của những người bạn đó hay không. Nếu tiếp tục giúp, anh thấy không cam lòng mà từ chối. Tình bạn bao nhiêu năm có lẽ sẽ chấm dứt từ đây. Vị cao tăng nghe xong chỉ cười, nói rằng những chuyện này đều do nhân quả, đều do tâm tính, được mất của con người. Nếu anh vẫn không tìm ra câu trả lời cho những vấn đề của mình, hãy ghi nhớ 16 chữ này. Chúng sẽ giúp anh thoát khỏi muộn phiền đang che mở mắt. Và dưới đây chính là 16 chữ đắt giá của cao tăng về 4 cái không trong cuộc đời, như cô đọng cả đời người, giúp bạn vượt qua được hết thảy bế tắc của nhân sinh. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm. Cái không thứ nhất, giữ lòng không loạn. Người xưa dạy rằng, học Phật 1 năm, Phật ở ngay trước mắt. Học Phật 2 năm, Phật ở chính diện. Học Phật 3 năm, Phật ở chân trời. Có nghĩa là bất cứ ai học theo giáo pháp nhà Phật đều có tâm hướng Phật ngay từ đầu. Mục đích học tập chính là để tìm kiếm con đường giải thoát những vướng bận trong lòng, để sống một cuộc đời bình an và nhẹ nhõm. Trong quá trình tu hành, đệ tử Phật gia cũng phải liên tục đối chiếu theo giáo pháp của Phật Pháp để uốn nắn hành vi sai trái của mình. Bởi vì, dù là người trí huệ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải trải qua con đường khổ nạn, cuối cùng mới tu viên mãn. Cao Tăng nói rằng, học bất cứ thứ gì cũng phải giữ được cái đích ban đầu mà mình đề ra. Cho dù là với người hay với việc, điều đầu tiên bạn phải ghi nhớ trong 16 chữ đắt giá của Cao Tăng về 4 cái không chính là giữ lòng không loạn. Khi đối mặt với mọi thứ, bạn phải tự hiểu ban đầu bạn quen người này hay làm việc này là để làm gì. Đó chính là sơ tâm, mục đích ban đầu, cái tâm ban đầu của bạn và sẽ không bao giờ thay đổi. Mọi sự trên đời đều là thế. Chỉ cần bạn giữ được cái tâm bình ổn, dù thời thế có biến động ra sao, cũng không bị loạn, thì sẽ loại bỏ được hết thảy cám dỗ và những muôn phiền cuốn thân. Hãy nhớ, bình thản vượt qua khó khăn, thẳng tiến trên đường đời. Dù người khác có ra sao, chúng ta cũng chỉ cần làm tốt bổn phận của bản thân là được. Mặc kệ đời người có nói gì, ta chỉ cần nhận thức được việc làm của bản thân mình mới là đúng đắn. Cuộc sống là của chúng ta, không cần phải vì lấy sự yêu thích của người khác mà tồn tại. Chúng ta là tự do tự tại, không cần phải đòi hỏi ai yêu thích mình. Cứ vui vẻ mà bước về phía trước, mặt hướng về trời xanh. Chỉ cần bạn hiểu được những điều này, mọi gông xiềng, rào cản bước chân bạn đều đã bị phá bỏ. Bạn có thể tự do mà hít thở. Nhiều người cho rằng kiên trì sẽ giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng sau khi trưởng thành, mới nhận ra rằng buông bỏ mới giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Cuộc đời vốn đã quá nhiều phiền não, nhưng không phải những điều ta lo lắng hầu hết đều chưa từng xảy ra hay sao? Hãy nhớ rằng,
Buông không có nghĩa là bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì. Sống bình thản, giữ cái tâm không loạn, cũng chính là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một tâm thái, ẩn chứa nội hàm sâu sắc để người ta dù trong gian khổ, nhưng vẫn có thể thong dong tự tại. Sống bình thản hơn một chút, bạn sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Cái không thứ hai, không lụy vì tình. Con người ta, mỗi khi phát hiện mình bị lừa gạt, bị lợi dụng, đều sẽ rơi vào trạng thái sa sút và hoang mang vì tổn thương. Có người thể hiện ra bằng cách tức giận, than phiền, ủ rũ hoặc là phá hủy tất cả. Cao Tăng nói rằng, sở dĩ con người rơi vào hoang mang là bởi vì để cảm tính choáng hết tâm trí. Nếu như có thể tỉnh táo, dùng lý trí để đối mặt, thì sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình huống đó. Cao Tăng kể một câu chuyện, rằng tiểu hòa thượng đi theo sư phụ xuống núi Hóa Duyên. Khi tới bờ sông thấy có một cô gái cũng đang định qua sông. Thấy hai thầy trò đến gần, người đó lên tiếng nhờ trợ giúp. Tiểu hòa thượng thấy, nếu giúp thì sẽ phạm sắc giới. Đang định từ chối thì thấy sư phụ đã cõng cô gái trên lưng. Sau khi qua được sông, hai thầy trò lại tiếp tục lên đường đi về phía trước. Lúc này, tiểu hòa thượng mới lên tiếng hỏi sư phụ, sư phụ, chúng ta thân là người xuất gia, sao người có thể cõng phụ nữ qua sông chứ? Sư phụ cười đáp, thầy cõng cô ấy qua sông là đã buông xuống rồi. Nhưng sao con cõng đến bây giờ vẫn chưa chịu buông? Thế trong cuộc sống, có rất nhiều người phạm phải sai lầm giống như chú Ti trong câu chuyện trên, tức là bị chính chấp niệm của mình làm khó, mà quên đi mất ý nghĩa thật sự của sự tình. Mỗi một nhân quả trên đời này đều xuất phát từ suy nghĩ rắc rối của con người mà ra. Thiện tâm sẽ được thiện báo, ác tâm gặp ác báo. Là thiện hay ác, chính bản thân bạn tự đi nghiệm chứng mới biết được. Bởi khi đã nghiệm chứng được rồi, bạn mới có thể tín phục, mới có thể tin vào Phật Pháp. Từ đó mới dốc lòng tu hành. Điều thứ hai trong 16 chữ quý giá của Cao Tăng, không lụy vì tình, chính là như vậy. Cái không thứ ba, không sợ tương lai. Cao Tăng nói tiếp rằng, con người ta vốn dĩ ai cũng đều có thể được sống một cuộc đời an vui, nhẹ nhàng, trừ phi là tự mình làm khổ mình. Đau khổ từ đâu mà ra? Chính là do so đo và dục vọng, quyết tâm, so đo, tính toán và dục vọng tham lam không điểm dừng. Giống như hai bàn tay vô hình đẩy con người rơi vào tình trạng bôn ba suốt cuộc đời, nhưng lại không hiểu rõ rốt cuộc thứ mình cần là gì. Ai cũng đều có lòng cố chấp đến mức hoang tưởng về những việc mình biết rõ là không thể được. Vốn dĩ có thể sống an yên, nhưng lại cứ muốn khiến nếm trải đau khổ. Có những tổn thương là người khác gây ra cho bạn, nhưng cũng có những vết thương do bạn tự gây ra cho chính mình. Có rất nhiều thời điểm chúng ta tự mình giày vò mình. Hiện tại đau khổ không có nghĩa là tương lai của bạn cũng là một mớ hỗn độn đau thương như vậy. Đừng sợ tương lai, khi mà chính bạn còn chưa biết phía trước là những gì, là tốt hay xấu, là phúc hay họa. Tu Phật là để cầu viên mãn, mục đích của cuộc sống là đi tìm hạnh phúc. Nếu đã như vậy, đừng để cuộc sống của mình phụ thuộc vào bất cứ ai. Mọi kết quả đều đã được định đoạt vào lúc ta bắt tay vào làm rồi. Điều bạn cần phải làm là hãy sống thiện, sống không hổ thẹn với tâm, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày ý nghĩa mà không phải lo sợ vào tương lai mù mịt phía trước. Cái không thứ tư, không vương quá khứ. Bạn có biết chân lý mà Đức Phật Thích Ca đã giác ngộ là gì? Đó chính là nhân duyên. Nhân duyên chính là mối quan hệ tương tác của bạn với những người khác. Đó có thể là quan hệ tình cảm, quan hệ làm ăn, quan hệ thù ghét, tranh đoạt, thiện ác. Hiểu được nhân duyên, bạn sẽ ngộ ra được những điều thăng trầm trong vận mệnh của chúng sinh giữa thế gian. Duyên đến, duyên đi, mọi thứ đã được an bài. Kiếp này bạn gặp ai, gặp phải chuyện gì, người tốt hay là người xấu, chuyện tốt hay là chuyện xấu, đều có số mệnh sắp đặt. Có chuyện là tích lũy từ kiếp trước, cũng có chuyện là nhờ tu vi của kiếp này. Tất cả nhân duyên đều là mối quan hệ cộng sinh, nhân quả. Tất cả mọi việc là có nhân, có duyên. Duyên sinh ra đều có nguyên nhân của nó. Lá xanh trên cây không phải chỉ một ngày đã đổi vàng, mà do nó trải qua sự tàn phá của gió, mưa, sương, nắng mới dần thay đổi màu sắc. Lòng người không phải phút chốc đã nguội lạnh, mà do đã phải trải qua rất nhiều tổn thương và khát vọng mới chậm rãi đánh mất sự ấm nóng ban đầu. Vậy nên, mọi lừa dối và tổn thương đối với mỗi người đều giống như một dấu vết khó phai, đóng chặt vào con tim chúng ta. Thế nhưng,
không thể chỉ vì những dấu vết đó mà phủ nhận tương lai tươi sáng đang chờ đón trước mắt, buông bỏ quá khứ, vứt bỏ những thứ khiến ta đau khổ, thì mới có thể đón nhận ngày mai đẹp đẽ hơn. Cũng giống như sự sinh và diệt của nhân duyên trong Phật Pháp, nó sẽ sinh ra và mất đi, tùy vào mỗi không gian và khoảng thời gian khác nhau mà không hề bị ép buộc, cũng chẳng dừng lại chờ bạn. Quá khứ, cuối cùng, vẫn chỉ là những thứ đã trôi qua, tựa như cơn gió đã thổi qua hay như mưa đã trút xuống, đến rồi cũng đều là chuyện đã xảy ra, hà tất phải lưu luyến mãi trong lòng không chịu buông bỏ. Giữ lòng không loạn, không lụy vì tình, không sợ tương lai, không vương quá khứ, chính là 16 chữ đắt giá của cao tăng về 4 cái không mà bạn nên ghi nhớ, để có thể đối mặt với cuộc đời vốn đầy rẫy muộn phiền này. Dù chỉ là những lời giáo huấn rất ngắn ngủi, nhưng lại cất chứa rất nhiều bài học cuộc sống, giúp cho con người cởi bỏ được những khúc mắc trong lòng, cũng là để tiến tới gần hơn với trí tuệ của Phật gia. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đại đa số chúng ta thường thích tỏ ra lanh lợi, thông minh trước mặt người khác. Tuy nhiên, theo người xưa, đây không phải lúc nào cũng là một cách khôn ngoan. Bởi lẽ, suy cho cùng, sống trên đời thông minh chưa chắc đã là giỏi nhất. Ngược lại, đôi khi người biết giả khờ mới là người tránh được tai họa và hưởng phúc đức cả một đời. Một người khôn ngoan nhất chính là người biết giả khờ. Một lần nọ, tức Khổng Tử biến thành đạo Lão Tử. Lão Tử nói rằng, lương cổ thâm tàng nhược hư, quân tử thịnh đức, dung mạo nhược ngu. Ý nói rằng, người buôn bán giỏi thường khéo giữ của đến mức người khác tưởng như họ không hề có gì. Còn người quân tử có đức tính khiêm công cao quý nhưng bề ngoài lại giống như kẻ ngu ngơ. Vậy vì sao người tài trí lại thường giả khờ? Người ta nghĩ rằng, có tài năng thì phải bộc lộ hết ra ngoài, chứng tỏ cho người khác biết mình thông minh ra sao, với mưu cầu tiến thân. Nhưng cổ nhân lại cho rằng, cách xử thế giả khờ mới là cảnh giới tu rèn cao nhất và cũng vẹn toàn nhất của con người. Người biết giả khờ thường không thích thể hiện bản thân, như vậy sẽ giúp họ tránh được tai họa không đáng có. Sống ở đời, ngốc nghếch một chút lại có thể giữ được ân tình, có thể bao dung, độ lượng, đối xử công bằng với người khác, thì cuộc sống mới thanh thản và an vui, không lo vướng bận. Cần phải hiểu rằng, giả khờ trước hết là biểu hiện của sự tu dưỡng, hàm dưỡng và đức tính khiêm nhường. Người xưa dạy rằng, kẻ ỷ vào chữ tài sẽ nguy khốn vì tài, ỷ vào danh sẽ bị chữ danh ấy hại, thậm chí là mất mạng. Cũng như đại thi hào Nguyễn Du từng nói, có tài mà cậy chi tài, rút tài liền với chữ tài một vần. Người biết giả khờ là người hiểu rõ trong lòng, hồ đồ, ngoài mặt dù có thông minh hay khôn ngoan ra sao cũng không nên thể hiện ra mọi lúc mọi nơi. Có những thời điểm, giả khờ chính là một nghệ thuật ứng sự khéo léo, là cảnh giới cao nhất của một trí tuệ thông thái. Tất nhiên, thông minh là tốt, không hề xấu, nhưng giả khờ lại có thể giúp người ta tránh được những mệt mỏi, phiền toái, rắc rối để có thể sống được suôn sẻ và bình an hơn. Biểu hiện của trí tuệ, giả khờ ở người thông thái chính là một trạng thái tĩnh, không hiểu cái đạo lý đó thì khó mà mưu thành đại sự. Giả khờ là quy tắc rất cần thiết khi đối nhân xử thế. Quan hệ giữa người với người thực ra là một điều rất khó vẹn toàn. Thật khó để không phát sinh mâu thuẫn nếu như lúc nào ta cũng bộc phát hết mọi sự nóng này, tức giận, yêu ghét của bản thân ra, thì cuộc đời sẽ rất mệt mỏi. Hình ảnh của bản thân cũng xấu đi vì những điều đó. Những lúc rơi vào tình huống bất lợi hoặc khó xử, nếu chúng ta biết cách giả khờ, biết cách nhắm một mắt, mở một mắt hay cố tình đãng trí đúng lúc, ta sẽ thấy mọi việc được giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã học được cách giả khờ của người thông minh. 3. Người biết giả khờ là người bề ngoài khờ dại, nội tâm thông suốt. Bất cứ ai cũng đều mong bản thân mình được người khác khen ngợi là thông minh, tài giỏi. Càng được khen nhiều càng tốt. Nhưng thông minh, tài giỏi thật sự phải là luôn được hưởng hạnh phúc, vui vẻ chứ không phải kiểu thông minh luôn phải toan tính, vướng bận trong tâm. Người xưa có câu thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Người khù khờ ở đây không phải là người không có trí tuệ mà trái lại. Họ sở hữu một trí tuệ thông thái để biết lúc nào nên thông minh, lúc nào nên giả bộ khờ khạo. Bởi những người như vậy thường không tranh với đời, tâm tình sảng khoái, khoáng đạt, bao dung, nghe mà như chẳng nghe, quan tâm và làm việc của mình, không dính vào thị phi, nhìn mà như chẳng thấy, tầm nhìn xa rộng, không câu nệ tiểu tiết,
làm mà không đòi hỏi, khí chất cao thượng, sống vì mọi người, tâm tính không rối bận, ung dung tự tại, trí huệ thâm sâu. Như vậy, những người như thế chẳng phải là rất thông minh hay sao? Cái thông minh của họ nằm ở chính sự khù khờ, ngốc nghếch không màng đến những thứ vặt vãnh, xem nhẹ quyền thế, danh lợi, không vấp phải thị phi. Cứ thế, họ hiển nhiên sẽ không vướng phải phiền não, cuộc sống thanh thản, yên vui. Người thông minh ngoài mặt có biểu hiện sự ngây ngốc, ngô nghê nhưng thực tế trong tâm lại rất sáng suốt, không chuyện gì không rõ. Đó chẳng phải là một nghệ thuật sống vô cùng cao minh hay sao? Bên cạnh đó, con người ta sống trên đời, nếu quá xét nét sẽ chẳng thể có bạn. Cho nên làm người không thể quá so đo, cũng không thể quá khôn khéo. Đôi lúc, cứ hồ đồ một chút, cho người khác một khoảng không gian, cũng là cho mình một bầu trời rộng lớn. Bề ngoài biểu hiện hồ đồ, nhưng nội tâm lại thông tỏ, hiểu rõ, lúc nào cũng điều chỉnh được chính bản thân mình, phóng tầm mắt xa xa để quan sát mọi việc một cách khách quan và ở góc rộng nhất. Đương nhiên, đừng chỉ nhắm vào khuyết điểm của người khác. Bạn phải hiểu được, chịu thiệt một chút thì mới có được những thứ lớn lao hơn. Người thông minh, nhưng lại giả hồ đồ chính là người luôn xem người khác là bạn bè. Thậm chí dù đó là người đã từng mạo phạm mình cũng thể mỉm cười đối mặt. Người không tính toán, so đó sẽ tránh được rất nhiều xung đột, cũng lại có thể gặp được nhiều người hữu duyên hơn. Người biết giả khờ sẽ hạnh phúc, người quá thông minh sống chỉ mệt mỏi. Người thông minh thường nghĩ quá nhiều, tâm trạng cũng vì vậy mà dễ phiền muộn. Quan tâm quá nhiều, dễ mẫn cảm, đa nghi. Làm người, phải ngốc nghếch một chút thì mới có thể thản nhiên đối đãi với mọi sự tình trên đời. Khờ khạo không phải thể hiện chỉ số thông minh thấp hay người trầm hiểu, mà là thấu tỏ nhân sinh, nên thêm một phần thản nhiên. Vậy cho nên, làm người ngốc nghếch một chút sẽ tốt hơn. Quá tính toán sẽ chỉ làm khổ bản thân mình. Với người tham món lợi nhỏ, người biết giả khờ đừng ngại mà nhượng lại họ vài phần. Với người ham sĩ diện, bề ngoài, đừng ngại mà không buông lời khen họ vài câu. Với những người thích nịnh hót, a dua, tốt nhất hãy nên yên lặng, rời xa, không để ý đến. Giả khờ không phải là nhìn không thấu, mà là nhìn tỏ nhưng không nói ra. Không phải không cảm thấy tổn thương, mà là bớt nghĩ sẽ bớt phiền muộn. Hạnh phúc, thật ra, rất đơn giản. Chỉ cần bạn hiểu được khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Thế là bạn đã nắm hạnh phúc trong tay. Chẳng ai có thể nói trước hay chắc chắn cả cuộc đời mình sẽ trôi qua thật thuận lợi. Vì thế, lúc đắc ý, hãnh diện nhưng không được quá kiêu ngạo. Lúc bại thế càng không thể sa sút tinh thần. Thay vào đó, hãy tích lũy năng lượng, chờ đợi thời cơ thích hợp. Thua keo này ta bày keo khác. Có những người nhìn không thuận mắt thì đừng để ý đến nữa. Có những lý lẽ không thể nói rõ ràng thì thôi, không giải thích thêm nữa. Có những tư tưởng không thể nghĩ thông thì thôi, đừng mãi vướng bận trong lòng. Ở đời không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một dạng từ bi. Buông tha chính mình cũng là buông tha cho người khác. Khi đó, cuộc đời sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Làm người nên ngốc một chút cũng không có gì là thiệt thòi. Vâng, thưa quý vị, sống ở đời, suy cho cùng, có thể chịu thiệt không phải lúc nào cũng là ngốc và mang lại điều xấu. Thậm chí trong nhiều trường hợp, nó còn có thể mang lại những điều tốt lành cho cuộc sống của chúng ta. Chẳng vậy mà người xưa vẫn thường nói, chịu thiệt là phúc. Thế nên, nếu phải chịu thiệt, đừng buồn tủi hay quá thất vọng làm gì, bởi suy cho cùng, cuộc sống này ai mà ngẩng đầu mãi được, sẽ có lúc bạn sẽ phải học cách cúi đầu mà thôi. Dạy về điều này, cổ nhân dạy rằng những người biết cách cúi đầu, sống khiêm tốn mới là người có tự tin để ngẩng cao đầu đón ánh dương rực rỡ. Người biết nhượng bộ là người sẽ không bao giờ lùi bước trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sống trên đời này, ai cũng cần học cách cúi đầu. Trước tiên, thì mới có thể ngẩng đầu lên một cách kiêu ngạo. Chỉ người biết cách cúi đầu mới phát hiện ra thế giới hoàn toàn khác với những gì bạn vẫn thường trông thấy. Bạn cũng sẽ phát hiện ra một mặt hoàn toàn khác của bản thân. Đó chính là sự khiêm tốn và không bao giờ lùi bước. Thứ nhất, học cách cúi đầu là lấy nhu khắc cương. Bản tính của con người vốn rất cố chấp, chẳng ai lại chịu cúi đầu trước bất cứ người hay vật gì. Thế nhưng, một người không biết học cách cúi đầu, vận mệnh sẽ chẳng làm nên thành tựu gì đáng kể. Con người thông minh, bậc trí giả hiểu rằng, cúi đầu chính là một cách xử sự đầy khéo léo và sáng suốt. Cúi đầu không phải là tự ti,
càng không phải yếu đuối. Đó chẳng qua là cách thể hiện thái độ ôn hòa của bản thân với hoàn cảnh thực tế, giảm bớt cái tôi của mình. Có như vậy thì con người mới có thể tiến xa hơn, biến hoàn cảnh bất lợi trở thành bước đà để nâng tầm bản thân. Thứ hai, cúi đầu không phải là yếu đuối, mà là một dạng của khiêm tốn. Làm người khiêm tốn tức là không khoe khoang, không nguênh ngoang, không gây rối, thản nhiên vô tư. Làm người chân thành, thực tâm làm việc, bởi sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết. Nhiều người cho rằng cúi đầu là biểu hiện của sự yếu đuối, cảm thấy sỉ nhục, cho nên họ làm việc gì cũng rất bộc trực, thẳng thắn. Nhưng nào ngờ, cứng quá thì gãy. Thế cho nên, làm người phải biết co biết giãn, biết tiến biết lùi, hợp thời mới nắm được chuẩn mực của cuộc sống. Người có thể cầm có thể buông mới là người độ lượng. Người biết nhẫn, biết nhường mới là người khôn ngoan. Lùi lại một bước mới có thể ung dung thản nhiên đối phó với mọi việc. Thứ ba, học cách cúi đầu để suy nghĩ, ngẩng đầu để nhìn. Cúi đầu để suy nghĩ, xem xét thận trọng vấn đề chính là để ta có thêm thời gian xem nên đối mặt với điều tiếp theo như thế nào. Ngẩng đầu để nhìn chính là quan sát hoàn cảnh và môi trường xung quanh, từ đó có thể đúc kết những kinh nghiệm của người khác, biến nó thành kỹ năng của bản thân. Người xưa có câu vĩ nhân vi kính, khả trí đắc sơ, có nghĩa là lấy người khác làm gương sẽ có thể biết được được mất. Người biết cách cúi đầu, suy xét chiều sâu, lúc ngẩng đầu chắc chắn sẽ nhìn thấy được xa gần, đúng sai, không bao giờ lo bản thân đúng sai, không bao giờ lo bản thân hành động lỗ mãng. Thứ tư, học cách cúi đầu, làm việc, ngẩng đầu làm người. Mỗi người sống trên đời này đều mang một số mệnh khác nhau và đó là mục đích của cuộc sống. Muốn làm tốt vai trò của mình, con người ta cần phải biết cúi thấp cái đầu, giữ cái tâm trong sáng và an tịnh. Cúi đầu để lùi lại, phòng thủ vững chắc, rồi mới ngẩng đầu dò tìm, thâm nhập và mở đường tiến lên. Cúi đầu để khi ngẩng đầu có thể đường đường chính chính làm người, là một người có khí phách, một người quang minh chính đại và hữu xích một bậc trí giả thấu hiểu trước sau, đúng sai, ấm lạnh, vinh nhục. Thứ năm, học cách cúi đầu lặng khóc, ngẩng đầu để mỉm cười. Cuộc đời vốn đầy rẫy những thời điểm không được như ý nguyện, đó là những thời điểm khó khăn, thách thức bản lĩnh thật sự trong con người ta. Nếu chẳng may phải đối mặt với thất bại, gian nan, bệnh tật khiến ta muốn dừng bước, đừng vội buông bỏ, đầu hàng số phận, ta có thể khóc, có thể than vãn những lúc mềm yếu nhất, nhưng hãy cúi đầu và buông xả cảm xúc để khi ngẩng đầu lên, ta vẫn tự tin đón ánh dương rực rỡ đang chiếu rọi kia. Nghịch cảnh chưa chắc đã là bất hạnh, đôi khi đó chính là món quà mà cuộc sống ban tặng. Từ xưa đến nay, ngay cả các bậc vĩ nhân cũng từng không ít lần phải cúi đầu khi trải qua khổ cực, muộn phiền của cuộc sống. Nhưng rồi, họ đều có thể ngẩng đầu mỉm cười đối diện với cuộc đời và nghênh đón một tương lai huy hoàng hơn. Đó là nhờ ý chí sắt đá không chịu đầu hàng số phận và hiểu được ý nghĩa sâu sắc của cúi đầu trong ngẩng đầu. Thứ sáu, cúi đầu để chăm chỉ bước về phía trước, chuẩn bị kỹ càng cho tương lai. Thành công của mỗi người không phải do số mệnh mang đến mà là do sự nỗ lực và chăm chỉ của người đó bao nhiêu. Muốn thành công không phải cứ nói một câu là đạt được nó, cần sự vun đắp và bồi dưỡng mỗi ngày, tiến bộ từng ngày, mỗi ngày đi vài bước chân, dần dà sẽ tạo thành đường dẫn tới vạch đích. Người biết cách cúi đầu, nén nhịn những khó khăn, vất vả mới có thể vững vàng tiến từng bước về phía trước. Thứ bảy, có dũng khí cúi đầu mới có bản lĩnh để ngẩng cao đầu. Con người vốn không phải là các bậc thánh nhân, mà đã là thánh nhân thì làm bất cứ việc gì cũng khó tránh khỏi thiếu sót, thậm chí cả sai phạm. Sóng dẫu cho có thiếu sót hay sai lầm ra sao, tất cả đều không đáng sợ. Quan trọng nhất là có khả năng nhận thức và sửa chữa sai sót hay không. Cho nên, chỉ cần có dũng khí dám cúi đầu thừa nhận bản thân đã sai, ta cũng sẽ có bản lĩnh để ngẩng đầu lên, đối diện với rắc rối, sẵn sàng thay đổi, sửa chữa. Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó, thì mới mong nhận được sự cảm thông và bao dung của người khác. Chỉ khi làm được những điều đó, con người mới có thể tự tin vươn lên, đạt được những thành tựu trong cuộc đời. Lạc quan mà sống, tích cực tiến về phía trước, tin vào tương lai, buông bỏ phiền não, chắc chắn bạn sẽ thấy yêu đời hơn. Thứ 8, biết cúi đầu đúng lúc mới có thể ngẩng cao đầu đúng nơi. Người xưa có câu nói rằng, con người ta khi đang hớn hở đắc ý hoặc khi đang trên đỉnh cao, cần biết cách cúi đầu. Ghi nhớ,
cúi đầu để làm một người cẩn thận, khiêm tốn, hành xử không sơ suất, cầu thả. Còn khi bản thân đang lâm vào nghịch cảnh hoặc khó khăn, thất bại, điều cần thiết nhất là hãy can đảm, dũng khí để ngẩng cao đầu, là một người có khí phách, kiên cường và bất khuất trong cuộc sống. Những khó khăn ngoài kia cũng giống như cái cửa. Không phải mỗi cánh cửa đều vừa với cơ thể và chiều cao của tất cả mọi người. Có cánh cửa thấp hơn, cũng có cánh cửa chật hơn. Bậc trí giả là người hiểu được phải khom lưng, nghiêng người khi đi qua. Còn người cố chấp thì thường đụng đầu, tự gây tổn thương cho chính mình. Đấy chỉ là một cách ví von nôm na cho dễ hiểu, nhưng lại hình dung rất chuẩn xác về trí tuệ của người. Học được cách cúi đầu, muốn đứng trên thiên hạ, luôn phải nhớ cách cúi đầu. Cũng giống như học trò thời xưa khi nhập học phải khấu đầu bái thầy, tín đồ Phật giáo tới đình, tới chùa phải làm lễ bái. Cho dù giữa bạn bè thân thiết với nhau cũng phải học cúi đầu, biết khiêm tốn và tôn trọng lẫn nhau. Sống trên đời không hề dễ dàng, dù là ngọt bùi, cay đắng, bi quan, hạnh phúc, hợp tan, chia ly, chúng ta vẫn phải sống cho thật tốt, sống cuộc đời mà mình mong và làm những điều mà mình muốn. Thay vì lấy lòng người khác, sống chỉ để nhìn sắc mặt người khác, không bằng làm chính bản thân mình vui vẻ. Nếu cúi đầu có thể biến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và tránh được nhiều rắc rối, thì tại sao lại không cúi? Cho nên, người biết cách cúi đầu đúng thời điểm và ngẩng đầu đúng nơi mới được coi là người thông tuệ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng có những chuyện riêng khiến bản thân cảm thấy khó chịu, khốn đốn, dẫn đến bực bội, nóng giận. Chính những cảm xúc tiêu cực và hằn học đó là nguyên nhân gây ra phiền muộn, khổ đau của con người. Vậy nên, theo lời Phật dạy, cách cư xử với người hằn học, những người như vậy thực chất đáng thương hơn là đáng trách. Hiểu được điều này, ta sẽ không còn khó chịu với họ nữa. Điều này liệu có đúng không? Kính mời quý vị hãy cùng sách Nói Minh Triết lắng nghe và tìm hiểu trong phần tiếp theo của video chia sẻ ngày hôm nay. Một người hằn học là người ra sao? Trong cuộc sống, ai cũng có thể đã từng gặp phải những chuyện đau thương, khốn đốn, dẫn đến bực bội, khó chịu, phiền muộn, khổ đau. Những người khó chịu, họ luôn muốn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng để tạo ra sự hiểu lầm hoặc mối thù hiểm bằng nhiều hình thức khác nhau. Người khó chịu là người hay kiếm chuyện, gây gổ, làm người khác luôn bực tức và phiền não, bức bách. Cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm, lúc suôn sẻ, lúc khúc chết. Vì vậy mà mỗi người đều có những khó khăn riêng. Ai trong số chúng ta cũng từng phải đối mặt với chuyện không như ý, buồn thương, khốn đốn đến nỗi sinh bực bội, khó chịu và tự chuốc lấy khổ đau, phiền muộn vào người. Có người nhờ vào sự tu dưỡng của bản thân nên biết điều hòa tâm tình, tự đưa bản thân thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực, cũng tức là tự giải thoát cho chính mình. Nhưng không phải ai cũng có năng lực đó, đặc biệt là những người hằn học sẽ càng khó để giữ được tâm bình, khí hòa. Khi đối mặt với những điều ấy, vậy nên người hằn học sẽ có xu hướng hay kiếm chuyện, gây gổ với người khác, thổi phồng mọi chuyện, khiến tình hình thêm căng thẳng để dẫn đến hiểu lầm hoặc mối thù hiểm bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng nếu như bạn tìm hiểu kỹ, bạn sẽ thấy những người hằn học như vậy thực rất lại đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Bởi, theo lời Phật dạy, cách cư xử với người hằn học, sở dĩ họ khó chịu với cả thế giới là do bản thân họ đang bế tắc trong cơn đau khổ tột cùng, không có lối thoát. Vậy nên, chúng ta càng phải thương xót và thông cảm cho họ nhiều hơn. Hai dấu hiệu nhận biết người hằn học trong cuộc sống. Ai trong chúng ta cũng từng bị những cảm xúc tiêu cực xâm chiếm tâm lý, rồi trở nên hằn học với mọi người, bao gồm cả những người thân thiết nhất. Bởi đã là con người, thì ai cũng có khiếm khuyết, cũng từng mắc sai lầm, dễ khiến người khác phiền muộn, đau khổ. Ngay trong các mối quan hệ của đời sống, như giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng, anh em, bạn bè và đồng nghiệp, đều có thể khiến chúng ta đau buồn. Khi không kiềm chế bản thân, ta có thể sẽ trút phiền muộn lên người khác, để rồi mới móc lỗi lầm, công khai chỉ trích những sai phạm của họ trước đông người. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết kiểu người hằn học mà bạn thường gặp trong cuộc sống. Kiểu người hằn học vì cuồng tín. Có một kiểu người luôn hằn học, khó chịu với cuộc đời vì quá cuồng tín. Những người này có một niềm tin mãnh liệt vào đấng bề trên, nên tự cho mình cái quyền có thể đứng trên, thậm chí chà đạp và sát hại người khác, vì cho rằng chết vì đạo sẽ được lên thiên đàng, hưởng phước báo tối cao.
Điểm đặc trưng của kiểu người này là không chấp nhận ai mà chỉ tôn thờ đấng bề trên và muốn mọi người phải tin theo họ. Nếu nắm quyền hành trong tay, họ không cho người khác lựa chọn nào khác mà chỉ có thể thuận theo thì sống, không theo thì chết. Chỉ cần thấy có người không nghe theo lời mình, họ cảm thấy lòng tự tôn bị tổn hại nghiêm trọng. Vậy nên, không tiếc buông lời mắng nhiếc, thậm chí là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay để rút ra cơn bực dọc của mình. Sự hung hăng, hống hách của họ rất đáng lên án, nhưng bản thân họ lại cho rằng mình chỉ đang thay trời hành đạo, làm theo chính nghĩa mà thôi. Tâm hay phán xét của con người khiến ta thích nói trong sự tuyệt đối rằng cái này đúng, cái kia sai. Và dĩ nhiên là ta suy nghĩ một cách kiêu mạn rằng ta luôn đứng về bên đúng, bên tốt và không bao giờ ở phía bên sai, bên xấu. Ta đã được nghe chuyện về các vị Bồ Tát tái sanh, nhưng họ có lòng bi mẫn dành cho cả nạn nhân và thủ phạm, sẵn lòng nhận lãnh nghiệp báo của việc sát sanh. Nhưng đó chỉ là những trường hợp ngoại lệ của một số ít cá nhân đã đạt được quả vị cao thượng của Bồ Tát, không áp dụng cho chúng ta. Đối với chúng ta, sát hại là nghiệp ác. Kiểu người hằn học vì không tin vào luật nhân quả. Một loại người nữa là những người không tin vào luật nhân quả, tức là kiểu người vô cùng nguy hiểm vì họ không bị bất cứ điều gì kìm hãm hành động, thích làm gì thì làm, bởi không tin vào nhân quả, nghiệp báo, cho rằng chết là hết, nên cứ mặc nhiên tạo ra nhiều nỗi khổ, niềm đau, vì quan niệm mọi thứ sẽ trở về cát bụi. Khi con người không tin nhân quả, không tin tội phước, không tin có đời sống kế tiếp, thì họ sẽ làm bất cứ điều gì họ mong muốn. Con người không sống đạo đức cũng vì không tin nhân quả. Kiểu người hằn học này, nếu không được định hướng đúng đắn, sẽ không chấp nhận học thuyết sống chết luân hồi tùy theo nghiệp báo tốt xấu đã gieo. Họ cho rằng tôn giáo là thuốc phiện của nhân loại, nên dẫn đến nhiều sai lầm đáng trách, làm tổn hại cho nhiều người. Lời Phật dạy về nhân quả rằng, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, nhưng những kẻ ngu dốt, mù quáng, coi khinh nhân quả lại tham lam, giành giật quả tốt, dù trước đó đã gieo nhân bất thiện. Vì lòng tham mà, chúng ta có thể tìm đủ mọi cách để lừa gạt người khác, là nhân dẫn đến tù tội và nghèo cùng, khốn khổ trong hiện tại và mai sau. Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam, ích kỷ để làm tổn thương người khác. Đau khổ lớn nhất trong cuộc đời là vì sự ngu dốt và thiếu hiểu biết. Chúng ta tốn quá nhiều sức lực để leo lên những đỉnh cao mà ta tự đặt ra, sẵn sàng tìm mọi cách để đạt được mục đích, thậm chí dùng cả thủ đoạn và coi khinh nhân quả. Phật dạy rằng, người ngu si vì thiếu hiểu biết nên đã biến tự ngã, biến sự ngu dốt của mình thành ra kẻ thù, gây đau khổ cho chính mình. Cũng theo lời Phật dạy, tất cả chúng sinh đều đau khổ. Mục đích không phải là để con người cam chịu số phận mà phải biết rằng đau khổ là do quả gây ra. Loại bỏ nguyên nhân của đau khổ, buông bỏ những dục niệm, tham lam gây ra phiền não của thế gian, ắt sẽ đạt được hạnh phúc. Kiểu người hằn học vì sống quá cầu toàn, người vì quá cầu toàn luôn mong muốn, đòi hỏi người khác phải hoàn hảo mà đâm hằn học với sai lầm của người khác, sẽ luôn muốn mọi người phải cùng quan điểm với mình, làm theo mẫu chung mà bản thân tự đặt ra. Với người không cùng quan điểm hay làm khác đi, thì lại tỏ rõ sự khó chịu. Sở dĩ như vậy là do họ không hiểu quy luật duyên sinh, nhân quả và sự huân tập của mỗi người khác nhau, nên có sự sai biệt. Đó là sự chấp trước, chỉ thấy mình là người tốt, còn mọi người đều xấu, nên cuối cùng họ bất mãn và rơi vào tuyệt vọng, không muốn chung sống với mọi người. Phật dạy rằng, muốn sống hạnh phúc, ắt hẳn một trong những điều cần buông bỏ chính là sự cầu toàn. Nhiều người cứ mãi ôm đồm tất cả mọi việc chỉ vì nghi ngờ vào việc hoàn thành công việc đó ở một người khác. Điều này khiến họ luôn ở trong trạng thái lo lắng khi giao việc cho người khác, cứ mãi phải bắt buộc mình phải tham gia vào công việc đó. Chẳng ai trên đời có được sự hoàn hảo, chẳng ai nên mà chẳng ngã đôi lần. Tạo cơ hội rèn luyện cho người khác cũng chính là tạo cho mình cơ hội thoát khỏi những gánh nặng không đáng có. Hãy để mỗi người tự trải nghiệm cuộc sống của mình. Đó mới chính là cách để hạnh phúc trong những khoảnh khắc cuộc sống. Sống trên đời, làm người không nên quá khắt khe, làm việc không cần quá cầu hoàn mỹ. Niềm vui không thể hưởng hết, đối nhân xử thế nên hiểu được có chừng có mực. Khoan dung đối với người khác chính là cho bản thân mình một phần không động, một đường lui. Kiểu người hằn học vì tham, sân, si, một kiểu người hằn học với cuộc đời,
người khác chính là do bản thân đang rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, không tìm ra lối thoát, hay nói cách khác, đó là người đang bị dính mắc bởi phiền não, tham, sân, si. Họ có thể gặp phải những chuyện không như ý, như hôn nhân tan vỡ, vợ chồng phản bội, mắc bệnh nan y, sự nghiệp thất bại, khiến bản thân đâm khó chịu, bực dọc và sẵn sàng trút giận lên tất cả những người xung quanh. Con người chính vì sự chấp ngã mà cố nắm lấy, bám giữ, tiếc nuối, để rồi nảy sinh cảm giác bực bội, khó chịu nếu không đạt được và sẵn sàng làm người khác đau khổ. Nắm lấy, kéo về mình, cất giữ, chất chứa là một thói quen xấu của con người do ngu si, chấp ngã, thấy mình là trung tâm của vũ trụ. Con người ngay từ nhỏ, khi mới chập chững biết bò, đã luôn cố trườn tới để nắm lấy những đồ vật trước mắt. Nếu nắm lấy được thì bỏ vào miệng, không phân biệt sạch dơ. Lớn lên, chúng ta nắm bắt, chấp giữ và càng khó chịu nhiều hơn khi thấy mình bị thiệt thòi hơn người khác. Khi cái tôi lớn mạnh mà không được hài lòng, vừa ý thì sự thất vọng càng nhiều, nên phiền muộn, khổ đau không có ngày thôi dứt. Chúng ta cần phải hiểu rõ, không nắm giữ không có nghĩa là không có gì hết. Không có cả một cái chén để ăn cơm, chúng ta vẫn cầm cái ly để uống nước, nhưng chúng ta không dính mắc vào nó. Nếu lỡ làm bể cái ly, chúng ta vẫn không tiếc rẻ, bực tức, hay nổi giận, cáu gắt hoặc mắng chửi, đánh đập người khác. Chấp là nguồn gốc sinh ra mọi hệ lụy, khổ đau cho con người. Dù đó là chấp thiện, chúng ta không thể muốn mọi người phải giống như mình, càng không thể dùng áp lực để buộc họ phải thay đổi. Cách duy nhất chúng ta có thể giúp họ là hãy nhìn lại chính mình, nhận thức rõ năng lực bản thân để có sự cảm thông, bao dung và tha thứ, mà thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. 3. Lời Phật dạy cách cư xử với người hằn học, người hay hằn học, đáng thương hơn đáng trách. Chính bản thân con người là nguyên nhân khiến họ đau khổ. Đối với những người hay hằn học, họ muộn phiền vì chính những suy nghĩ khó chịu, không thể thoát ra của mình. Nhưng con người là những cá thể riêng biệt, không ai giống ai. Chúng ta có thể không hài lòng với thái độ của những người hằn học, nhưng ta cũng không thể dùng áp lực buộc họ phải thay đổi. Điều tốt nhất nên làm là hãy giúp họ nhìn lại chính mình, nhận thức rõ được giá trị bản thân, sống với lòng cảm thông, bao dung, tha thứ và giúp đỡ lẫn nhau. Từ đó mới dẹp bỏ được sự hằn học. Nếu bạn thấy xung quanh mình có người luôn hằn học như vậy, thay vì bực tức, hãy cảm thông với họ do họ không làm chủ được bản thân, nên mới đau khổ tột cùng, càng thêm dầu vào lửa, khiến cho sự việc càng thêm oan trái. Vào những lúc như thế, họ sẽ trút đổ mọi sự bực tức, giận hờn đến người khác, thậm chí họ có thể thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mà tạo ra nỗi khổ, niềm đau cho chính gia đình họ. Trong lúc này, dù họ có cố gắng kiềm chế bằng nhiều cách, thì lời nói của họ khi phát ra cũng giống như dao bén cứa vào từng thớ thịt của người khác. Thực tế, họ đang trong cơn tuyệt vọng, nên rất dễ giận cá chém thớt và rất cần có sự giúp đỡ. Khi thấy người khác đang bế tắc trong cơn đau khổ tột cùng, không có lối thoát, chúng ta càng phải thương xót họ nhiều hơn. Còn khi đã thử cách khuyên răn mà không được, thì tốt nhất hãy nên tránh xa những người khó chịu. Nhưng vì duyên phận mà gặp phải và tiếp xúc với họ, ta cần học cách chấp nhận để đương đầu và tìm cách xử lý tình huống. Người khó chịu sẽ phê bình, chỉ trích nặng lời. Nếu ta không đủ bình tĩnh, thì sẽ phá vỡ mọi thứ. Nhờ nhận ra được và biết mình đang đối diện với ai, nên ta an nhiên tìm ra lối thoát cho mình. Lời Phật dạy với người hằn học, chúng ta dùng tuệ giác của Thế Tôn để soi sáng lại chính mình mà có sự cảm thông và tha thứ cho họ. Chúng ta hãy quan sát thân này, nhân duyên hòa hợp, giả có nên không có thật. Cái gì là ta, là của ta, ta không chấp thân, tâm này làm ngã, thì chẳng có thứ gì làm cho ta lay động mà phiền muộn, khổ đau. Gặp phải người hằn học, chúng ta hãy thử lắng nghe để tìm nguyên nhân, giúp họ nghe để hiểu họ nói gì, mong muốn điều gì, tiếc nuối hay mơ mộng gì mà đánh mất bản thân như vậy. Hãy lắng nghe tâm tư, nhìn vào mặt tích cực của họ bằng sự cảm thông, bao dung và độ lượng. Chúng ta cần phải giúp họ quay trở về với thực tại. Đừng vì tình cảm sầu nặng mà tự đánh mất chính mình. Đây cũng là một cơ hội tốt để ta nhận thức rõ thành quả tu tập bấy lâu nay bằng tuệ giác của Như Lai. Khi nghĩ tốt cho người, ta sẽ bớt tâm ganh ghét, không chỉ trích quá đáng về họ. Cách chuyển hóa sự hằn học để thân tâm an yên, nhà Phật cũng chỉ ra cách giúp con người chuyển hóa được sự hằn học và khó chịu của mình để giữ cho thân tâm được an yên.
từ đó mới có thể sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Theo đó, sở dĩ chúng ta hay tỏ ra hằn học, bực dọc và khó chịu với người khác là vì chúng ta không có lòng từ bi rộng lớn. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Tình thương yêu chân thật thường đi đôi với tâm từ bi. Muốn chuyển hóa được tính hằn học, ta phải quán tình thương và biết cảm thông, tha thứ. Khi thương yêu, kính mến ai, ta sẽ không bao giờ khó chịu với họ nữa. Khi có được một trái tim thương yêu và hiểu biết bằng tình thương, người trong cuộc sống thì tâm ta sẽ dễ dàng trải rộng ra để giúp đỡ người khác và sẽ không buồn giận khi người đó vô ơn. Mỗi lần thấy một người khó chịu, ta tự cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó để giúp người ấy có đủ năng lượng thiết lập lại bình yên, hạnh phúc. Có một câu chuyện rằng, một người nọ thấy con bọ cạp sắp chết đuối trong một vũng nước, thì vì muốn cứu nó lên nên nhanh nhẹn đưa tay ra vớt và đặt nó vào chỗ an toàn. Nhưng con bọ cạp liền chích ông ta một phát đau điếng. Tuy nhiên, vì muốn qua đường nên nó đi tiếp và cuối cùng lại lọt vào vũng nước khác. Lần này, thấy nó sắp chết đuối, ông lại vớt nó lên và cũng bị nó chích như lần trước. Tay ông lúc này đã sưng vù và đau điếng. Một người khác chứng kiến cảnh tượng đó từ đầu đến cuối bèn nói, tại sao ông lại dại khờ đến thế? Ông thật là điên rồ khi cứu vớt một con bọ cạp chẳng biết ơn nghĩa gì. Người đàn ông vui vẻ trả lời, thưa ông, tôi không thể nhìn thấy cảnh con bọ cạp bị chết đuối. Ông biết đó, thói quen và bản tính của con bọ cạp là chích khi có người đụng vào. Đó là phản ứng tự vệ của nó. Nó chỉ sống theo tập khí, thói quen mà không có sự quán chiếu. Còn thói quen của tôi là sẵn sàng cứu giúp khi có nhân duyên. Tôi thà chịu đau một chút mà cứu được con bọ cạp. Trong trường hợp này, nếu suy luận, chúng ta sẽ thấy người đàn ông đó có thể lấy một cành cây để vớt con bọ cạp thì sẽ không bị chích. Nhưng vì ở đây, ông ta nghĩ cứu một con bọ cạp trong cơn hoạn nạn là điều cần thiết. Hậu quả như thế nào ông sẽ tính sau. Câu chuyện này ngụ ý nói lên tâm từ bi rộng lớn của người đàn ông nọ. Khi muốn cứu một sinh mạng khác, dù đó chỉ là một con vật thấp kém. Điều này cho chúng ta thấy, người có tấm lòng rộng mở khi giúp người, vật trong cơn nguy khốn sẽ không có sự tính toán vì ta hay vì người. Chúng sinh, đức tính của người đàn ông đó là luôn giúp đỡ, sẻ chia bằng tình người trong cuộc sống, với trái tim thương yêu và hiểu biết. Do đó, khi có được tình thương yêu rộng lớn thúc đẩy chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người khác, bất kể màu da, tôn giáo, chủng tộc, nếu chúng ta ai cũng biết nuôi dưỡng tình yêu thương chân thật bằng sự quán chiếu hàng ngày, ta sẽ thấy người và vật không có ai là kẻ thù, chỉ có người chưa thông cảm với nhau mà thôi. Nhờ vậy, khi sống chung với người hằn học, ta vẫn bình yên, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Nếu chúng ta phải đối diện với người thường xuyên tỏ ra hằn học và khó chịu với thế giới mà không khuyên được họ, thì nên tìm cách tránh xa họ, vì tránh voi chẳng số mặt nào. Nhưng nếu vì duyên sự mà phải gặp họ, phải tiếp xúc với họ, thì ta buộc phải học cách chấp nhận và dùng cái tâm quảng đại để đương đầu với hoàn cảnh không như ý này. Dưới đây là một câu chuyện của một người con khi kể về bài học cuộc sống qua cách ba của mình đối diện với những người hằn học, thù hằn. Hãy cùng sách Nói Minh Triết lắng nghe, quý vị nhé! Tôi đi qua tuổi đôi mười, bắt đầu dẫn thân vào ngờ ngợ, nhận ra bản chất của xã hội, cũng là lúc ba tôi lấm bạc mái đầu. Tôi vào ba thành lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, và một chiều mỗi cuối năm, ông nội, bác hai, rồi sau là bà nội, tôi đều ở đây. Bà nằm ở khu mới, cạnh bà có rất nhiều người tôi quen. Chú Hát là hàng xóm khu nhà tập thể thuở tôi thơ bé, mất trong một đêm đưa bạn uống say về nhà, thoát đã mười mấy năm. Cô G, hoa khôi trường chính trị cũ, người bạn thân nhất của mẹ tôi, ung thư mất 2011. Gần đó là một cô, mất ít lâu, tôi chỉ biết tên chứ không nhớ mặt. Hồi xưa, thường gửi tiền cho hai người anh quá cố của tôi. Những người ở đây, sinh thời, ở những vị trí khác nhau, tuổi tác khác nhau, nhưng giờ đây, họ nằm trong những ngôi mộ vuông vức đều nhau. Chuyện đời họ chỉ còn những mảnh vụn trong tâm tưởng của một vài ai đó. Tôi nhớ trong một cuốn phim, người bạn trai biết mình sắp chết, nói, em, nói bố vẫn sống trong tâm trí của em à, rồi anh cũng sẽ như vậy thôi. Cô gái mới òa khóc mà rằng, tâm trí con người bé nhỏ lắm, sự thật là em chẳng nhớ nhiều về bố nữa. Rồi, mỗi bận cúi người thắp hương, phút rất lặng, tôi lại lén nhìn ba. Hình dung hiện lên trước mắt, tôi những đường nét khắc khổ, mái đầu bạc, lấm tấm, còn tay đã bắt đầu trồ đồi mồi. Người đàn ông này,
từng cầm súng thời loạn ly, khói lửa, bắp đùi ông đến giờ vẫn hằn nguyên vết đạn thù. Cả một đời, ông đã sống và giữ đúng những phép tắc, bản ngã của mình. Tôi biết, bà gây nhức nhối cho nhiều người lắm. Đơn giản là ông không thích đứng trong cuồng quay chung, thành ra ông gây nhức nhối. Cứ thế, hơn nửa đời người, ông hưu không sớm, chẳng muộn, đã là thành công lớn. Có một người đã thù hằn ba sâu sắc, người này tôi vẫn nhớ. Đó là một người đàn ông với khuôn mặt dữ dằn, ánh nhìn sáng quắc, trông tưởng chừng như cương nghị. Trong ký ức tuổi thơ vụn vặt, mơ hồ, tôi nhớ ông khi ấy vẫn còn là một thanh niên, người chơi bóng chuyền. Mỗi chiều trong sân trường chính trị cũ, cạnh mấy khu nhà tập thể, ông cùng ba tôi đập bóng, ghi điểm, vỗ tay nhau, cười vang sảng khoái. Tiếng cười của những người đàn ông, tôi ước gì mọi thứ sẽ mãi mãi tinh khôi như vùng ký ức đó. Rồi tôi lớn lên, đi khỏi quê hương, nơi chất chứa cả một bầu tuổi thơ trong lành. Đến khi đi xa rồi nhìn lại, quê hương chỉ còn là vùng ký ức đau buồn mà mỗi lần nhớ lại, bên tai tôi hãy còn văng vẳng nghe lời thề cay độc thù cha con trả. 2016, tôi đọc thông tin một sự kiện tiêu cực nửa đêm, nơi đất khách quê người. Tôi vùng dậy khỏi chăn vì đau nửa đầu. Tôi mê sảng trong tưởng tượng, bà sẽ rơi vào hoàn cảnh của bản tin sáng, cùng tiếng cười hỉ hạ, sung sướng lẫn độc ác của cộng đồng. Ông trở về nhà, mở văn phòng luật sư và làm vườn. Mỗi sớm mai thức dậy, ông lại đàn cho mẹ hát như hồi mẹ còn con gái. Buổi trưa sẽ nấu một bữa thật ngon, còn buổi tối cùng mẹ tôi xem tivi. Thỉnh thoảng, bật đài nghe xem con trai họ nói gì cho một thóc sâu phát thanh. Ba là số rất ít người về hưu không ẩn ức, không bộc lộ, rút xả những thù hằn, hờn căm, đáy nghiến, chi chiết lên cuộc đời này, khi chắc chắn rằng viễn cảnh đó sẽ không thể trở thành sự thực được nữa. Tôi thôi những giấc mơ ám ảnh, tiêu cực, giữa câu chuyện người chết mang theo những bí mật và tiếng cười cay nghiệt của đồng loại, xuống mồ vẫn theo đuổi tôi một thời gian dài. Thỉnh thoảng, tôi nghe người xung quanh bình phẩm về đồng loại mà không rõ là họ đang cười hay đang than khóc, là hét, rền rĩ nữa. Vài năm trước, ba và mẹ tôi đi đám tang của người ấy, người đã cay độc thề rằng thù cha con trả. Ông lìa trần vì ung thư gan, dù nhỏ hơn ba tôi 20 tuổi. Đám tang của ông diễn ra như bao đám tang ở đây. Người miền Tây chúng tôi thì hằng tin rằng nghĩa tử là nghĩa tận, chết là hết, tội nghiệp bao nhiêu cũng trôi theo vòng xuyên. Ba tôi vẫn thế, không bình phẩm bất cứ điều gì, vì hơn thầy lời lẽ trên đời. Cách ông gìn giữ lý tưởng đến cùng khiến tôi luôn thấy mình bé mọn. Đến hôm nay, khi tôi vẫn hiểu đời đầy bon chen, ích kỷ và mình đủ bản lĩnh trong vòng xoay đó, thì về nhà, đứng trước ba, tôi vẫn cứ bé mọn, giản đơn. Và rồi, trong giấc mơ nào, tôi bỗng thấy lại dưới nắng chiều nhợt nhạt, người đàn ông kia khi ấy vẫn còn là thanh niên, cùng ba tôi giữa sân trường chính trị, đập bóng, ghi điểm, vỗ tay, cười khà khà, sảng khoái. Dãy nhà tập thể năm xưa, dấu nhuốm bụi thời gian nhưng chẳng thể phai mờ, vì tôi biết, ở đây, tôi đã tìm thấy tôi của một thời trong trẻo. Và trong phần cuối của bài chia sẻ ngày hôm nay, như thường lệ, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chuyện ngắn có tựa đề là Mẹ của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Bây giờ, chưa hết tháng 3, nhưng mỗi tối từ chợ về, dì Diệu đã tranh thủ ngồi may đồ cho em bé. Đã biết là con gái, nên bộ nào, dì cũng rốn bèo, cổ bèo, tay bèo, lai áo, coi rất dễ thương, ngộ mắt. Ban ngày, dì ra sạp vải, lúc nào có khách thì lo buôn bán, đo đắt. Lúc nào rảnh thì dì ngồi đơm nút, vắt khuya. Tay dì tần mẩn sò từng đường kim, tí xíu. Dì vừa làm vừa múm mím cười một mình. Rồi vui quá, xá là vui một mình. Vui không hết gì, Diệu khoe rồi. Sắp có con gái rồi nghen. Một người giòm lom khom vô cái eo thon thả của dì rồi cười nói chơi. Hoài có thấy bầu bì gì đâu. Dì Diệu cười ngặt nghẽo, cười đến khi cái mũi thon thon, xinh xẻo của dì ửng đỏ lên. 40 mấy tuổi rồi bầu bì gì nữa. Tôi xin con nuôi. Mấy bà bạn bản ra bản vô, nói chuyện tò vò, nuôi con nhện, chuyện còn quạ, nuôi tu hú, nhằm lung, lạc gì. Nhưng dì Diệu vẫn khăng khăng, chắc lòng, chắc dạ, làm như dì đã thấy ràng ràng một tương lai chắc chắn rồi. Vậy, thấy dì Diệu cười, cười hoài, kiểu chuyện của tôi, chị em sao biết được.
thấy tức chết. Tôi thật sự là một bí mật của dì Diệu. Đứa bé sắp sinh ra là máu thịt của chú Đức trong dì Diệu. Chú Đức làm giám đốc văn phòng đại diện một công ty điện tử ở Cần Thơ. Chú làm việc xa nhà, nhưng chưa bao giờ chú làm chuyện có lỗi với dì Diệu. Là vì chú Đức hiền hậu, chừng mực, mà cũng vì dì Diệu cực kỳ đáng yêu. Dì là loại người ít lo nghĩ, lúc nào cũng trẻ con, non nớt. Dì ít giận ai, mà có giận cũng mau quên. Chú Đức hay lấy tay ngoé tóc dì, cười bảo, em như con nít, tới chừng anh lộ khụ rồi, em vẫn chưa già. Suốt nửa đời, dì chỉ buồn là không còn được có con. Năm chú cưới dì, dì khám bệnh, phát hiện ra mình có một khối u nhỏ ở buồng trứng. Dì vốn không lo mấy, không biết ngày nó càng lớn lên. Đến lúc sực nhớ trong bụng mình có bệnh, thì là lúc đã đau quặn lên rồi. Đi bệnh viện, bác sĩ bảo cắt. Dì nhuyễn cười, thì phải cắt, cắt để sống với chồng chớ. Rồi dì lạc quan lên bản mổ. Không ai nói cho dì biết trước là sau ca mổ, vĩnh viễn dì không thể có con được nữa. Dì nằm trong phòng hồi sức, nước mắt chảy về hai phía, đôi mắt ròng ròng len vào tóc ướt gối. Hồi nhỏ, em dì đông, tuổi thơ cơ cực, dì Diệu bồng em trai, không có. Lần dì ra ngoài đình, dì than dì ghét con nít lắm. Có phải vì vậy, mặt trời phạt dì không biết. Dì Diệu buồn như ai đứt ruột, dì khóc bảo, Chúa Đức thôi dì đi, sống chung mà không có con, chỉ buồn thêm thôi. Chúa Đức tỏ ra cứng lòng, cứng dạ, cười xòa, chú sẽ ở bên dì suốt đời, cho dù vợ chồng có con hay không có con. Tìm đâu trên đời này một người vợ non nhốt và trong trẻo như em để cho anh chở che, mà em bảo bỏ nhau. Chúa Đức nói vậy, rồi từ từ dì Diệu cũng nguôi đi. Dì lại cười, lại nói, nhưng là cái chuyện gì, dì cũng mau quên. Nhưng chuyện này, rõ ràng quên không được. Trẻ con đi qua cửa, lòng dì cuộn lại, rối nổi, rát như muối sáp và vết thương đang mở miệng. Chú Đức an ủi dì bằng cách mỗi lần về tặng cho dì một món quà. Có lần chú đem về cho dì một con sáo, nó éo ẹt, má ơi, nhà có khách, mẹn ơi. Dì Diệu nghe tiếng má mà nghe lịm ngọt trong lòng. Dì bảo, dì không cần món quà nào khác ngoài một đứa con. Chú Đức tưởng dì nói chơi, cười sùi sụt, trời đất, sao có được. Dì Diệu tỉnh rồi, muốn đẻ, em đọc báo, thấy người ta muốn đẻ nhiều lắm rồi. Làm sao anh còn dám nhìn mặt em nữa? Nhìn vẻ mặt chú Đức rối lắm. Dì Diệu cười, em thương anh hoài. Anh đâu có làm gì có lỗi với em. Kỹ thuật mới mà. Rồi dì té tái, xách mấy tờ báo cho chú Đức coi. Dì nói thật dứt khoát, lần này mà anh không chịu, em thôi thật. Anh thì công tác xa, em ở nhà có một mình, nghĩ tới con nít, buồn đứt ruột. Đó là câu mở đầu một câu chuyện được bàn bạc rất lâu dài, căng thẳng. Chú Đức mất 4 ngày nghĩ ngợi, 5 đêm thức trắng. Lần đầu tiên, chúa chiều vợ, vượt quá sức mình. Chú tin là dì Diệu sẽ thu xếp chuyện sau này thật chu đáo, nhưng trong lòng cắn dứt vì nghĩ mình đã làm một chuyện trái lương tâm. Dì Diệu nằm kê đầu lên tay chú, thở đều, ngủ ngọt. Lim thì dì có gì nữa đâu, người mà dì muốn mướn cũng đã sẵn có rồi. Chị Lành lỡ thời, mập mạp, hịch hạc. Chị sống trong khu nhà dì Diệu cất cho sinh viên thuê, nhưng chị không phải sinh viên. Chị gánh nước, mướn hai bên vai. Chị thâm xám, vai gồ lên. Một ngày chị gánh non 100 đôi nước, chị gánh dẻo như múa, đường dài hẻm nhỏ, mà không tra một giọt nước ra ngoài. Dì Diệu chọn chị Lành, bởi vì chị hiền. Dì tin rằng người mẹ hiền sẽ đẻ con hiền, mà chị Lành cũng rất cần tiền để gửi về xứ. Má chị biên thư xuống, bảo nhà chị bây giờ mối ăn gần sụp ba trẻ rồi. Lúc này, mưa nước dội ngay bàn thờ, ba dầu thối ruột. Mà nói làm sao, bắt thằng em út chị Lành, viết y chang như vậy. Chị Lành đắn đo hoài, chị cần tiền, nhưng sợ chuyện sau này, sợ những mối thâm tình ràng buộc mình không tròn. Lời hứa với dì Diệu lại nữa là sợ bà con người ta dị nghị, không chồng mà lại có con. Bởi chuyện này, ai cũng muốn giấu cho thật sâu, kín. Chị coi chuyện mình cầm tiền với một đứa con như hai cánh tay nào cũng quan trọng, biết chọn làm sao bây giờ. Nhưng khi chị nhìn thấy những giọt nước mắt rất lộp độp xuống áo dì Diệu, chị cầm lòng không đậu, chị gật đầu hồi nào. Giờ có bà chủ nhà nào tốt với chị như dì Diệu đâu. Cuối cùng thì chị Lành cũng đã trở thành người nhà dì Diệu. Dì thương chị như em gái ruột của mình, mà không thương sao được. Nghe xóm giềng sầm si, chuyện chị Lành không chồng mà lại có con,
lòng dì Diệu đau lắm. Dì nghĩ, vậy là tai tiếng, khổ sở cả một đời con gái người ta, không thương sao được. Khi chị lành hay gì, chịu hết cơ cực, khi có con mới 2 tháng, khắp mình chị đã nổi sầy sần như rẻ cơm cháy. Hai bên gò má, da bắt đầu nám sạm đi. Chị không ăn được gì, nhưng lại thèm đủ thứ. Dì Diệu biểu chị muốn ăn cái gì, dì Diệu sẽ mua cho. Chị thèm thịt trâu luộc, cơm mẻ. Dì Diệu mới đem về tằng lăng, tíu líu trong bếp. Chị lành đã bắt mùi cơm mẻ, ói sắp ói ngửa. Dì Diệu thương tới rơi nước mắt tận đáy lòng. Chị lành biết rằng, dì Diệu thương chị thật tình, như một con người với một con người, chứ không phải vì đứa bé chị mang trong bụng. Dì Diệu bắt đầu chuẩn bị một đứa con ra đời. Dì mua mấy tấm hình em bé về, dán trong căn nhà. Chị lành, đứa nào đứa nấy ú na ú nấn, thấy cưng không chịu được. Dì bảo chị lành phải siêng nhìn, để sinh con ra nó sẽ xinh đẹp như thế. Chị lành thắc mắc, giống trong hình làm chi? Giống ba, giống má nó là được rồi. Dì Diệu ngẩn người. Dì bắt đầu nghĩ, đứa bé sinh ra sẽ giống ai? Giống chú Đức, đẹp người, giống gì, trong trẻo, trẻ trung, hay giống nó, sẽ giống cả ba người. Dì chắc chắn như vậy. Chị lành thường lén trốn dì Diệu đi gánh nước. Rồi, chưa có bầu, thì gánh đầy. Bây giờ gánh lưng, thùng. Chị muốn gửi về cho má, nguyên số tiền đó, mà không mẹ một đồng nào. Bây giờ có con, chị thương má nhiều thiệt nhiều. Dì Diệu có hôm dọn hàng về sớm, thấy chị lành vắt vẻo đôi thùng trên đường mà lòng xót xa. Con của chị em mình giờ là cục máu mỏng manh lắm, em làm vậy không được đâu. Chị lành rưng rưng nước mắt, cái câu con của chị em mình dì Diệu dỗ em mà khóc hoài. Em bé sinh ra, mặt sẽ buồn cho mà coi. Rất nhẹ và dịu dàng, lòng hai người đàn bà tự dưng chỉ nghĩ về chỗ đứa con. Dì Diệu bắt đầu mua sắm, từ cái núm vú ra, cầm tay, tới bình ủ sữa, chiếu, manh, nệm trẻ con, mông, chụp. Rảnh rỗi, dì ngồi mơn man mấy món đồ, tưởng như đã thấy được đứa bé, con ngo ngoe, hai bàn chân nhỏ, trên cái xưởng kỳ nhà dì. Chú Đức, mỗi lần về, lại thấy một mớ đồ trẻ con chất ngồn ngột ở trong phòng. Chú đọc trong mắt sĩ Diệu một niềm khát khao hường chín. Chúa thấy mình vơi đi, mối bận tâm trong lòng. Đôi lúc, chú cũng thèm muốn chết một đôi chân lẩm cẩm của trẻ con. Chỉ mỗi một chuyện, chú ngại gặp chị lành. Chị cũng mắc cỡ khi gặp chú, cho dù không đụng chạm gì nhau, để có con. Nhưng suy tận cùng, cái quý giá, kín đáo của chú Đức đã nằm trong bụng chị. Trời đất ơi, mặt mũi nào mà nhìn người ta. Chị lành vẫn còn nguyên con gái đó chớ. Và khi tháng 3 đi qua, đứa bé bắt đầu báo hiệu sự sống. Chị lành khoe, nó đạp rồi. Chị Diệu, nó đạp đây nè. Dì Diệu hớn hở, vén bụng chị lành lên. Dưới làn da căng mẫn, đứa bé con tròi đạp rối rít. Chị lành cười giòn, nó mạnh quá, chị ha. Dì Diệu cười, rồi làm như một cơn gió từ đầu sọc tới tim. Dì giết lại một nỗi đau. Dì thèm biết bao nhiêu cái cảm giác che chở cho một sinh linh sống trong mình, để được thèm tới cùng, tới chảy nước dãi, món ngọt, món chua, để có thể cảm nhận từ trái tim, chứ không phải bằng bàn tay. Đôi bàn chân bé bỏng quấy đạp bụng mình thon thót. Đó là những thứ cảm giác thiêng liêng, không vay mượn, thuê mướn được, cảm giác làm mẹ. Dì bắt đầu lo lắng, mình đã làm một việc đúng không? Chỉ còn 1 tháng 20 ngày nữa, đứa bé sẽ ra đời. Dì Diệu tính từng ngày, từng bữa. Chị lành tính từng ngày, từng bữa. Người trông cho mau, người trông đừng bao giờ đến. Dì Diệu cố quên cái vẻ mặt buồn bã, van nài của chị lành. Chị biết, khi đứa bé khóc ngoe ngoe, cất tiếng khóc chào đời, là chị với nó sẽ phải chia lìa. Hợp đồng đã ghi rõ ràng như vậy. Chị thấy thương mình, thương con, và thương dì Diệu. Chị rối rít ăn, rối rít ngủ, vì biết rằng mai này rồi, chẳng còn nhau. Một sáng, chị lành biến mất. Dì Diệu kêu chú Đức về, nước mắt ròng ròng. Khi thấy bóng chồng qua cửa, chú đau lòng bảo, thôi, bỏ đi. Dì Diệu cãi, em bỏ không đành. Anh à, chú cũng thấy rằng, bỏ không được. Máu, mổ ruột già mình mà bỏ, sao được. Hai người đi tìm sơ bơ, sắc, bấc, không có, không gặp. Dì Diệu về quê, bà mẹ già chị lành,
tay run bần, vừa đau, vừa xót. Vậy ra, nó không nói gì với cô sao? Tôi hay tin nó hư hỏng, tôi từ nó rồi, tôi tính bỏ nó luôn. Nhưng thiệt tình, tôi thương nó lắm. Phải, nó về, tôi cũng nuôi. Dì Diệu lau nước mắt cho mẹ. Chị lành, lòng nghĩ, làm sao mình lại để ra nông nỗi này? Dì không tiếc tiền của, công sức, dì cũng không tiếc tình thương, dồn đắp cho chị lành. Dì chỉ cảm thấy xót xa cho mình, làm người thì ai lại đi giành con với người ta. Dì luôn dằn vặt, vậy dì Diệu bỏ sạp vải, tối ngày chạy xe long rong ngoài đường, để may ra tìm được bóng người. Khi đã không trông chờ dì, một ngày khi mở cửa, dì Diệu nhìn thấy chị lành đang ngồi ngoài hàng, ba và khóc. Những người có tình có nghĩa, dễ gì bỏ được nhau. Dì Diệu cắn cho môi vằn đỏ dấu răng, dì ôm chị lành vào lòng rất chặt. Dì cảm nhận được từ trái tim, bàn chân bé bỏng của đứa bé đang lòi tròi. Nó háo hức nằm giữa hai tấm lòng của hai bà mẹ. Dì Diệu đi lấy tờ hợp đồng ra và đốt cháy thành một tờ cho mỏng. Đôi khi, người ta hay bày chuyện này, chuyện nọ để làm sao động cuộc đời đang hết sức yên bình, lãng nhách. Vậy đó, vâng, kính thưa quý vị, và bài chia sẻ của sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa. Quý vị nhé, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Những cánh chim bay cao của tinh thần chia sẻ. Từ khán giả thân mến, dưới ánh sáng ủng hộ của quý vị, chúng tôi đã bay vút như những con chim tự do, mang tới cho khán giả yêu quý những giây phút trải nghiệm ý nghĩa và những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống.